mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hai đồng dưa cải. Có một nữ cư sĩ khoảng hơn 60 tuổi mới nhập Phật môn. Bà và chồng hướng hòa thượng thỉnh giáo. Con trai bà hiện nay 41 tuổi. Mấy năm trước đầu nó bị nấm da trâu, bây giờ đã lên đến não, khắp hai tay, ngón, móng gì cũng bị ráo. Bệnh chuyển lây lan dày bịch, đã chữa chạy khắp nơi mà vẫn vô hiệu. Xin hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng hỏi: trước khi sinh thằng bé nửa tháng, bà có gì tiền bạc mà nổi giận không? Dạ không. Hòa thượng nói: việc này xảy ra lúc đang mang thai, bà thường bị ám ảnh và nghĩ đến luôn mà. Hãy tự kiểm thật kỹ lại xem. Một lát sau, cả hai vợ chồng hầu như đồng thanh cùng nói: dạ đúng, quá là có việc này ạ. Bà kể, đó là vào năm 1960, do thiên tai nên thực phẩm bị khan hiếm, ngay cả mua cái muối cũng bị cơn đông hạn chế. Lúc thai nhi hơn 7 tháng, bà được quyền mua thực phẩm phụ. Còn nhớ khi đó mình chưa có mua cải muối, nhưng mà nhân viên ở hợp tác xã đã nhất quyết bảo là mua rồi. Con bèn lật sổ ra xem thì thấy đúng là có ghi mấy chữ đã mua, nên nghĩ thầm đây nhất định là mẹ chồng mình đã lén mua để viện trợ cho con gái bà ở Hắc Long Giang, chứ không ai khác hết á. Con về nhà tra hỏi, quả nhiên đúng y như vậy. Vậy là con nổi tam bành cãi với mẹ chồng một trận dữ dội. Con còn nhớ lúc đó ông xã dị binh mẹ đã tặng cho con một đạp. Bà vợ kể lại, tuy ráng mỉm cười nhưng nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói: chút chuyện nhỏ này đến nay đã 41 năm rồi nên con quên bén à. Ngài và chúng con mới gặp nhau lần đầu, vậy mà có thể khui ra hết. Ngài nhất định là Bồ Tát à. Hòa thượng dịu dàng bảo bà: thai nhi trong bụng đối với vui buồn mừng giận của mẹ đều cảm nhận được hết, chỉ là nó không thể biểu hiện cùng ngoại giới thôi. Bà thịnh nộ với mẹ chồng, không những làm trái kỷ cương luân thường mà còn tự hại bản thân, lại khiến thần kinh não đứa con trong bụng tổn thương. Đây chính là nguyên nhân nó mắc bệnh hiện nay. Đương nhiên cũng do tội sát sinh ăn thịt của riêng bản thân nó nữa. Cả nhà bà cần phải dứt trừ ăn mặn và cùng sám hối mới có thể tiêu tội nghiệp. Gia đình bà có thể tụng kinh Địa Tạng chăng? Dạ được, nhưng mà không thông thạo lắm. Mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng cho đến khi bệnh con bà hoàn toàn hồi phục. Ha ha ha, 问什么的说